kinh nghiệm kinh doanh buôn bán đồ ăn online thành công. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, xu hướng kinh doanh online, bán hàng online cũng phát triển mạnh mẽ bên cạnh hình thức bán hàng offline truyền thống. Bạn cũng thấy có rất nhiều mặt hàng từ quần áo, giày dép, phụ kiện thời trang, thiết bị kỹ thuật số, thiết bị công nghiệp được bán online trên mạng, và lĩnh vực ăn uống cũng đã bắt kịp xu hướng đó. Có rất nhiều món ăn mà bạn có thể lựa chọn để bán online, như bán đồ ăn vặt online, thực phẩm đóng gói, trái cây, bán thức ăn nhanh online, bán món ăn nổi tiếng đặc sản vùng miền, cơm chưa văn phòng. Bạn có thể lựa chọn tùy theo khả năng kinh doanh, năng lực tài chính cũng như phù hợp với sở trường của mình để có thể bán hàng hiệu quả. Bán đồ ăn online được đánh giá là ngành kinh doanh ít vốn, không tốn chi phí mặt bằng và nhân sự nên hiện được xem là mảnh đất kinh doanh khá màu mỡ. Chỉ với những món ăn vặt có phong cách riêng, những món ăn được chế biến từ các nguyên liệu đặc sản riêng nổi tiếng của vùng miền, hay những món ăn phổ biến nhưng được chế biến tạo nên hương vị đặc trưng riêng biệt và sạch sẽ, mà chỉ có ở cửa hàng của bạn, là bạn đã có thể lôi kéo khách hàng và kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ kinh doanh đồ ăn online. Tuy vậy, bán đồ ăn online cũng không thực sự dễ dàng như nhiều người vẫn nghĩ. Để có được lợi nhuận khủng thì trước tiên bạn cũng cần phải có sự hiểu biết và những kinh nghiệm nhất định trong lĩnh vực này. Có rất nhiều vấn đề bạn cần tìm hiểu trước khi bắt đầu bước chân vào lĩnh vực bán đồ ăn online, như 1. Tại sao phải bán đồ ăn online? 2. Nên chọn món gì để bán? 3. Kinh doanh đồ ăn online tính phí ship như thế nào cho hiệu quả? 4. Kinh doanh đồ ăn online chạy khuyến mãi như thế nào cho hiệu quả? 5. Marketing khi bán đồ ăn online? 6. Quản lý và chăm sóc khách hàng? 7. Tính toán chi phí và lợi nhuận như thế nào là hợp lý? Hãy tham khảo bài viết kinh nghiệm kinh doanh buôn bán đồ ăn online thành công trên trang mua bán nhanh để có được những góc nhìn cần thiết trước khi bắt đầu công việc kinh doanh ẩm thực online của mình nhé. Thực hiện bởi đội ngũ MVN mua bán nhanh.com. Nhớ like video, bấm đăng ký, bật chuông để nhận thông báo khi có video mới từ kênh mua bán nhanh bạn nhé.